Bạn có nhớ là đã bao lâu rồi bạn chưa có tới Tùng Cà Phê không? Xin chào các bạn nha, Bình Nè đây. Và đây tiếp tục là một cái điểm đến nữa mà lần nào lên Đà Lạt mình cũng tới hết á. Mặc dù vậy mà tới giờ mình vẫn không hiểu lý do vì sao mà chỗ này lại thu hút mình dữ vậy nữa. Mấy bạn coi nè, một cái quán cà phê trang trí rất là bình thường, trang trí mà như không trang trí gì đó. Rồi thêm cái tấm biển hiệu vừa đơn giản mà vừa bị dây điện che muốn hết nữa. Vậy mà lần nào lên Đà Lạt mà không tới đây ngồi làm ly cà phê là có cảm giác như thiếu thiếu cái gì á. Thậm chí có nhiều khi lên Đà Lạt có mình à, như lần này nè, ra đây ngồi mình luôn, không cần bạn bè ngồi nói chuyện gì hết trơn á. Nói chung thì đối với mình chỗ này có một cái sức hút gì đó rất là đặc biệt, hoặc cũng có thể là do duyên nữa. Mà không riêng gì mình đâu nha, quá trời người luôn nè mấy bạn thấy không? Đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi kéo nhau tới Tùng thì chắc chắn là nơi này phải tạo một cái vấn vương gì đó lớn lắm mọi người ha. Mà từ ngày xưa là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nữ danh ca Khánh Ly đã phải lòng chỗ này rồi. Rồi sau bao nhiêu năm tới bây giờ người ta vẫn vậy. Với lại lần này đặc biệt ở chỗ lúc mình vừa bước vô quán á là mấy bạn này chỉ từ xa nói chứ ê ê bên nè kia, bên nè kia.